Vị giám mục kêu gọi Hoa Kỳ gây áp lực để Nicaragua trả tự do cho giám mục bất đồng chính kiến. Người đứng đầu Ủy ban Công lý và Hòa bình Quốc tế của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ giúp trả tự do cho đức cha Rolando Alvarez, giám mục giáo phận Matagalpa, vẫn đang bị chính quyền Nicaragua quản thúc tại gia. Đức cha Alvarez đồng thời là giám quản tông tòa của giáo phận Esteli đã bị cảnh sát của nhà độc tài Nicaragua Daniel Ortega bắt giữ vào ngày 19 tháng 8. Tuần trước, ngài bị buộc tội phá hoại sự toàn vẹn quốc gia và tuyên truyền tin giả chỉ vì chỉ trích chính phủ. Ngài dự kiến sẽ xuất hiện trước mặt tòa án của chế độ vào ngày 10 tháng Giêng năm 2023. Kể từ cuộc đàn áp đẫm máu đối với những người biểu tình ôn hòa vào năm 2018, khi người tiền nhiệm của tôi là đức tổng giám mục antony proclio đến nicaragua để bày tỏ tình đoàn kết của chúng tôi với các giám mục anh em của chúng tôi và người dân nicaragua chế độ và các đồng minh của nó đã thực hiện một chính sách bạo lực nghiêm khắc có hệ thống với các luận điệu gây hấn và đe dọa chống lại giáo hội công giáo ở nicaragua Đức cha David Malloy của Rockford cho biết trong một tuyên bố ngày 16 tháng 12 Điều này bao gồm việc giam giữ bất công, bạo lực, cấm các linh mục trở về Nicaragua Mạo phạm các hình ảnh thiên liêng và thậm chí xúc phạm đến bí tích thánh thể Tôi kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế theo đuổi việc trả tự do ngay lập tức cho đức cha Alvarez Khôi phục tự do tôn giáo và bảo đảm nhân quyền đồng thời khởi xướng quá trình khôi phục trật tự dân chủ và pháp quyền ở nicaragua đức cha malloy nói thêm rằng sắc diện bề ngoài xấu đi của đức cha alvarez là minh chứng cho những điều kiện đặc biệt khó khăn khi ngài bị quản thúc tại gia